Xin được mời thí sinh 559 Nguyễn Công Thành. Lời nói đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến ban giám khảo cùng toàn thể các anh chị thí sinh. Chúc mọi người một buổi sáng thật nhiều niềm vui. Xin được gửi đến mọi người phần dự thi của em là sáng tác của Phạm Anh Cường mang tên Tìm Lại Người Xưa. Chuyến xe anh về nhà quen nơi miền Trung, thăm mái chân quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá gió treo. Lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đó, mà người xưa có con không đã đi theo chồng về nơi phương trời xa. Anh muốn thăm một lần cho lòng tôi bớt bâng khuâng. Gần tròn 10 năm qua anh vẫn còn day dứt vì trời xui khiến anh bồi thêm. Đời em đã đổi, chờ anh chị em mới qua cười con gái rồi. Em ngước mắt nhìn anh, sao em buồn không nói? Còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên, đừng níu kéo chi thêm. Câu ta lỗi đời riêng anh thôi, đã một thân bước vội. Em trách chị em duyên trời bao lầm lỡ, còn nặng tình xưa, còn âu sâu tình yêu. Mình gặp lại nhau đừng thương lại niềm đau. Thôi nhé quên chuyện buồn vui xưa ấm ngày xưa, biết nói sao cho vừa, cuộc đời như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ do trời. Anh bảo này, đến bản thân anh mà hát mic cũng không bao giờ dám đẩy đi để lại này. Nó mất cái sự tập trung vào cái giọng hát mình, vào cái mic, cái điểm chính của mình. Em có thể làm đi hát, có thể là em cũng hát nhiều đúng không? Đi hát nhiều rồi em xử lý cái mic nó không tập trung cái giọng hát mình vào cái mic. Giọng nó cũng bắt em như này làm sao bắt được, dạ, đúng không? Lưu ý cái việc này, các thí sinh khác cũng vậy nhé, đừng có như vậy. Nó sẽ làm ảnh hưởng giọng hát mình, không tập trung vào cái mic của mình, cầm mic xử lý phải chuẩn. Đó, dạ. Em thì hình thức thì được. Nếu mà có vào vòng sau thì nhớ là hát cho nó tình hơn. Với lại biết cách xử lý cái mic này lại nhé. Ok nhé. Dạ, tại em cũng xin được thưa với các anh chị một chút xíu để mong các anh chị thông cảm. Là khi mà em cố em đưa cái mic ra ấy, là tại vì là thời gian, thực ra là bây giờ em đang rất là khê giọng. Em xin cảm ơn sự góp ý của anh và em xin tiếp thu ạ. Dạ.